Hiện tại thì chúng ta đã có mặt ở Hồ Trị An. Chúng tôi hiện tại là có 9 người. Đầu tiên là Trần Thị Bích Vân. Xin gọi lại là Nguyễn Thị Bích Vân. Chốt cuối, Trần Bích Vân. Hiện tại đang là sống trong một bác sĩ đang có mặt. Vân có muốn nói gì không Vân? Có muốn giới thiệu với người yêu gì không? Rồi. Đây là Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện tại đang học năm thứ ba học một chuyên và nhiều lắm. Một người dân thế đâu? Mời qua. Cái bảo là người đang được gần một kỳ chân ga. Xin chào bố lão, chào chị Hạnh. Hello Bạch Thảo. Cô nói gì không em? Hello anh. Xin giới thiệu chủ keo hôm nay, con Nhật Phương. Anh còn đang lấy môi răng cao răng, dù răng khôn thì liên thì chị bác Nhật Phương có chẳng răng được. Nhiên răng không? Không. Bỏ người yêu đi chơi. Không có người yêu. À, xin lỗi đúng. Không có người yêu. Em không thiếu lên thể lục. Nhưng mà sao có thiếu đúng không? Không có yêu ấy. Chàng trai chạy từ Đắk Lắk chạy xuống nhà đi đúng không? Không có yêu lắm, không có yêu. Để xuống tới biết ngồi lên cái nào ấy. Chào Hoàng. Lâu lắm rồi mà đi với chung mẹ Hoàng. Cô nói nhớ Hoàng. Không. Đến trà. Đây là trà Nguyễn Thịnh Khánh. Em giới thiệu đi. Học thân ra thế. Tốt đại đức hẳn rồi. 1 2 3 Go 2 3 Go 2 3 Go của tụi mình. Đây là nhà vệ sinh. Đây. Anh Hoàng nó đi vệ sinh nó trọng nha mọi người. So let me show you what exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling this might be my time to shine.
freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. You got me stuck on I'm feeling like this might be my time to shine with you. With